Rồi, video này mình sẽ nói đến những cái combo kết hợp element phổ biến. Thì các cái video về element và nguyên tố mình đã giải thích rồi. Bây giờ đến kết hợp element phổ biến. Mình sẽ không nói đến các cái hiệu ứng của các cái element trong video nữa vì mình đã làm hết trong các video trước rồi và mình chỉ nói cái vắn tắt về những cái kết hợp của các chất element thôi. Thì ví dụ nhá, bây giờ mình sẽ nói đến virus. Virus là tăng thêm đam vào mạch máu. Thành ra virus nó sẽ khiến cho những cái thứ đánh vào mạch máu đều là tất cả mọi thứ đánh vào mạch máu đều là tăng đam. Và cái đam slash ấy, cái đam slash thì gây ra mất máu trên dây. Cái đam slash thì gây ra mất máu trên dây. Thành ra là cái đam slash đấy nếu mà có virus ấy thì nó sẽ nhân cái phần khuếch đại cái phần mất máu trên dây ấy lên. Đây ví dụ nhá, tôi bắn phát này chẳng hạn. Nó vừa virus vừa slash cái nó ba mươi mấy nghìn đấy. Đây, vừa virus vừa slash chẳng hạn nhá. Đấy thêm virus này, thêm virus nó tăng thêm đam các bạn thấy chưa? Đây nhá, kẻ địch bị một lần virus này. Đấy. 4.000 này. Kẻ địch thêm virus này. Đấy. Đây nhá, bắn bắn nhanh nhá, bắn spam thôi nhá. Đấy, các bạn thấy là cứ thêm virus thì nó sẽ thêm đam. Thêm virus sẽ khiến cho mất máu trên dây thốn hơn. Đấy. Thành ra là đây một cách kết hợp đó là virus với cả slash. Thì slash như đã nói nó có thể là theo đường của vũ khí. Có nghĩa là những vũ khí nào có thành phần đam slash cao thì nó sẽ gây ra slash. Ví dụ nhá, như trong bảng build của cái cây drip này của tôi. Đam virus là 484 và đam slash nó là 322. Vậy có nghĩa là cây này sẽ hay vừa rock virus và hay vừa rock slash, thi thoảng lắm thì nó mới vừa rock puncher và impact thì nó có thể kết hợp với nhau hoàn hảo. Nó hay gây ra hai chất đấy. Đồng thời chúng ta có thể sử dụng một cái yếu tố khác chẳng hạn trên những cái móc vũ khí chính. Đó là Hunter Munition. Có nghĩa là với những vũ khí nào mà hay crit và crit đều ấy thì chúng ta có thể sử dụng kết hợp với móc Hunter Munition. Cứ mỗi phát bắn crit là sẽ có 30% gây ra bleeding. Hiểu nôm na chúng ta crit 3 nhát thì sẽ có một nhát là gây ra thêm mất máu trên dây. Đấy. Thì tóm lại là cái combo mất máu trên dây này rất là tốt khi kết hợp vừa gọi là cái combo bleeding ấy rất là tốt khi kết hợp với chất virus. Đó là một cách kết hợp. Ngoài ra ấy, chúng ta có thể kết hợp combo trên một số vũ khí khác chẳng hạn như là combo Coro lửa. Ví dụ như ở combo này chúng ta kết hợp được Coro lửa. Ví dụ nhé, với Coro lửa thì corrosive như đã nói, corrosive giảm được tối đa sau khi dính 10 tách corrosive là kẻ địch sẽ bị giảm tận 80% vạch giáp. Nhưng mà 80% vạch giáp đấy đối với quái level cao ấy vẫn chưa ăn thua, chúng ta vẫn cần lửa để giảm tạm thời 50% vạch giáp còn lại thì chúng ta sẽ giảm được tối đa là 90% vạch giáp. Và với giảm 90% vạch giáp ấy thì quái armor sẽ bị bắn như con. Và đặc biệt là bọn Ferris armor này, sau khi nó đã bị giảm tận 90% vạch giáp thì nó còn lại bị cái phần corrosive ấy. Nó sẽ bị phần corrosive bỏ qua một phần giáp nữa. Nhớ không? Nhớ cái vụ bỏ qua giáp của corrosive tôi nói trong video của nó không? Thì có nghĩa là kẻ địch lúc đấy nó chỉ tính ra cái lượng giáp còn lại trên người kẻ địch lúc đấy để giảm sát thương của chúng ta ấy chỉ còn tầm khoảng 2,5% thôi. Đấy, nó gọi là còn rất ít. 2,5% thì giảm cái gì? Thành ra lúc đấy gần như là nó ăn full đam của chúng ta tống vào mặt hết. Thế thì đó là đối với bọn này. Còn đối với những thằng Bomba này, tuy là bọn Bomba này không được bỏ qua bởi corrosive. Tuy là corrosive chả bỏ qua tí giáp nào của nó cả và corrosive cũng chả tăng tí đam nào cho nó cả. Nhưng với sự hỗ trợ của hiệu ứng Coro và hiệu ứng lửa, chúng ta có thể giảm giáp của nó đi. Đây các bạn thể thấy là về hiệu ứng Coro, hiệu ứng lửa đi với nhau vẫn có thể giảm giáp nó đi. Rất là trâu. Đây chẳng hạn nhá. Chẳng hạn như chúng ta bắn viên đầu tiên chỉ có được 100 đam các thấy không? Viên đầu tiên là có 100 170 mấy đam. Nhưng về sau bắn có thể lên được 1.300 đam. Đấy như thế. Đấy, hoặc là như ở đây ví dụ như bắn vào đầu nhóm một phát 1.600 này nhưng bắn liên tục vào đầu nó lên tận 10.000 cơ. Có phát nhảy 10.000 cơ. Hoặc là bây giờ test bắn vào chân nó nhá cho nó mất hiệu ứng trước này, nó dính hiệu ứng trước này. Bắn vào đầu nó này, lên được tận 23.000 crit cam này. Crit vàng được 12.000. Đấy, có nghĩa là các bạn thấy là đam nó nhảy rất là rõ rệt khi chúng ta giảm min armor cái địch đi. Thành ra cái combo Coro lửa này cũng là một combo rất đáng sợ khi dùng để đánh với quái armor. Mà nên nhiều vũ khí ấy, thì chỉ có thể build được Coro thôi vì nó thiếu slot. Nhưng mà tôi nói thật là cái combo lửa gọi là Coro với lửa nó mạnh rõ hơn cái combo Coro thường rất là nhiều. Tại vì cái mấu chốt là như tôi đã nói, giữa việc các bạn giảm 80% giáp của địch với 90% giáp của địch ấy, nó rất là quan trọng với các quái level cao. Còn với những cái quái level nhỡ nhỡ hoặc là quái trong phòng test này này thì các bạn chưa thấy được sự rõ rệt của Coro và Coro lửa khác nhau như thế nào đâu. Thế thì đây là một cái kết hợp thứ hai.
Ngoài ra ấy, là các bạn có thể kết hợp theo cái kiểu như là cái kiểu gì nhỉ? Như là đam ngoài ngoài hai cách kết hợp đấy ra, thực ra thì chẳng còn cái cách kết hợp nào nữa đâu. Tại vì các loại đam khác ấy thường thường rất là khó móc với nhau. Ví dụ như các bạn móc đam cho Amrex chẳng hạn. Đây, ví dụ như Amrex, các bạn nếu mà các bạn móc vào nhé, ví dụ mà các bạn kết hợp nhé, thì chúng ta sẽ cho ra được cả như là magnetic cộng điện. Cái đấy cũng là một cái kiểu kết hợp, nhưng mà cái kiểu kết hợp đấy nó cũng tùy vũ khí thôi. Chẳng hạn như vũ khí nào mà bắt buộc phải móc magnetic kiểu như vậy, thì khi móc magnetic, à không, magnetic cộng điện nhỉ, phải gọi là magnetic cộng lửa chứ. Đây, tóm lại là sau khi nhét xong thì nó sẽ còn lại magnetic cộng lửa hoặc magnetic cộng độc. Thì với cả magnetic cộng lửa này, nó sẽ khiến cho chúng ta, cái combo magnetic cộng lửa này sẽ khiến cho chúng ta, à chứ vứt vứt móc điện nữa nhầm. Với cái combo magnetic cộng lửa này, nó sẽ giúp chúng ta đánh cái bọn có bớt, những cái bọn nào mà nó có một phần armor ấy, lợi hơn. Ví dụ nhé, ví dụ điển hình, bọn có bớt không phải đứa nào cũng không, cũng chỉ gồm máu với siêu nhé. Nhiều đơn vị của có bớt lại có một ít giáp nữa, nó không phải là quá nhiều giáp nhưng mà cũng có thành phần là giáp. Thành ra ví dụ nhá, đâu nhỉ, lấy đâu ra tiêu biểu nhỉ, tiêu biểu chẳng hạn như bọn à cái bọn oxyum đúng nhỉ, sao bọn oxyum opray trong này nó lại ghi này nhỉ. Đây, bọn này đang bị bao rồi nha, đứng im, nó chưa mở cánh ra. Đây, nhưng đây là một tiêu biểu của việc là một số đơn vị nó có một ít giáp. Thì ý là với cái kiểu magnetic cộng lửa thì nó sẽ khiến cho diệt vạch siêu của địch rất nhanh. Đồng thời là khi chúng ta đánh đến cái vạch mà có giáp của kẻ địch ấy, thì cái đam lửa ấy nó sẽ giảm tạm thời 5% giáp của kẻ địch đi. Và như đã nói, giáp của con bớt này thì không trâu. Bọn con bớt nó có giáp, nhưng mà giả sử đơn vị nào mà có giáp đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không trâu bằng bọn Grinier. Thành ra chúng ta vẫn có thể giết bọn nó dễ dàng. Mang tiếng là magnetic ấy, nó không đưa đam, thêm đam cho vạch giáp, các bạn hiểu không? Magnetic nó không đưa thêm đam cho vạch giáp, nhưng mà cái phần lửa này nó sẽ khiến cho vạch giáp của bọn nó mất đi tạm thời một nửa, và sẽ khiến chúng ta đưa được lượng đam tương đối, không phải quá mạnh nhưng được đam tương đối và đủ để giết bọn nó. Thành ra cái combo magnetic cộng lửa này có thể dùng để đi đánh bọn có bớt. Còn thường thường ấy, mọi người sẽ không kết hợp magnetic cộng độc đâu, mà mọi người thường thường sẽ build độc riêng. Có nghĩa là nếu mà các bạn đã xác định theo kiểu đánh mấy thằng đánh đánh mấy thằng kiểu co bớt ý, thì các bạn xác định là theo cái kiểu là build mỗi độc thôi, để xuyên vào vạch siêu của nó thôi, xuyên xuyên vào vạch máu của nó thôi, chứ kiểu sẽ không mấy ai theo kiểu build theo kiểu magnetic cộng độc. Tại vì sao? Tại vì nói như thế nào nhỉ, nếu mà đang build magnetic ý, thì xác định là các bạn đánh bay vạch siêu của nó rồi giết nó. Còn nếu mà các bạn build vạch độc ý, thì nó theo kiểu chỉ cần bắn mỗi vạch máu dưới cùng của nó là chết thôi. Thành ra là cái combo magnetic cộng độc này nó thực sự là nó vẫn build được thôi, nhưng mà hiệu quả của nó thì không 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 tạo được sự nổi trội. Tại vì ý là nếu nhá, đây ý tôi là như này này, nếu mà giả sử bạn có móc được đây, giả sử các bạn có móc được cái con kiểu như này, mình vẫn chưa quên, vẫn chưa reset, kiểu quen tay vẫn chưa reset. Đây, nó đá nhau như thế này này, giả sử bọn này nhé, tôi bắn vào nó này, các bạn thấy không, cái lượng siêu nó vẫn rất nhanh. Thành ra là gần như là tôi không cần phải đánh đến siêu của nó, kiểu nôm na lớp siêu của nó gần như bay bay ngay trong một nốt nhạc. Thế thì sau khi nó bay ngay trong một nốt nhạc đấy, thì cái vạch máu còn lại kia thì tôi cũng đụng nhẹ cái nó chết. Thế thì cái tôi xin để làm gì? Câu hỏi đây là tôi xin để làm gì, đúng không? Tôi xin để đánh xuyên vạch siêu, mà vạch siêu của nó chúng ta dùng magnetic chỉ một phát là nó bay thôi, chúng ta dùng làm gì? Thành ra là trừ khi là chúng ta chỉ dùng mỗi tô xin thôi. Ví dụ nhá, ví dụ trong cây này, để ví dụ tôi vứt hết đi, tôi để lại mỗi tô xin thôi, dùng các móc liên quan đến tăng đam tô xin thôi, kiểu vậy. Đấy, chỉ mỗi tô xin thôi nhá. Đây, mỗi tô xin này bắn thẳng một phát xuyên qua siêu luôn, chỉ vào vạch máu thôi, nó chết mẹ rồi. Đấy, thành ra các bạn thấy là thằng Magnetic đi riêng cũng đã mạnh, mà thằng Toxin đi riêng cũng mạnh. Thành ra là chả việc đéo gì hai thằng phải đi với nhau cả. Tại vì khi hai thằng đi với nhau nhé, thì sẽ có một thằng chưa kịp phát huy tác dụng thì thằng kia đã giết xong mẹ kẻ địch rồi. Thành ra nó gọi là thừa, nó không phải không tác dụng mà là thừa.
Thành ra cái combo theo kiểu magnetic với toxin ấy đi với nhau cũng được, và không đi với nhau thì cũng chả ảnh hưởng đéo gì cả, nó không đem lại lợi ích mà nó cũng không không có điểm trừ ấy, kiểu thế. Ngoài ra thì chúng ta có combo vi rùa với cả lửa. Tại sao? Cái combo vi rùa lửa ấy là nó dành cho những cái một số trường hợp, là ví dụ như trường hợp này. Có nghĩa là đam vi rùa ấy thì chúng ta thường thường là chúng ta build để cho nó kết hợp với cả slash để gây ra mất máu trên dây, đúng không? Nhưng mà nhiều khi chúng ta muốn tiết kiệm đam ấy, có nghĩa là chúng ta muốn là những cái phát bắn của chúng ta có thêm đam từ bên ngoài ấy. Ví dụ như này. Đây các bạn nhìn này. Bắn một phát nổ kẻ địch có 1.400 đam, nhưng mà bây giờ sau khi dính lửa xong thì được 3.000 đam. Đấy các bạn để thấy ở đây. Đấy rồi 10.000 đam rồi kìa, 16.000 đam rồi kìa, kiểu như thế. Tại sao? Tại vì với phát đầu tiên ấy thì kẻ địch trên người chưa dính lửa, thành ra đam thực sự rất là thấp. Và đa phần kẻ địch ở đây chết do mất máu trên dây. Các bạn hiểu không? Nhưng mà sau khi kẻ địch ăn mấy phát rồi nhá, là trên người của nó vừa có cả lửa vừa có cả vi rùa ấy, thì kẻ địch chết rất là nhanh. Đây chẳng hạn như vừa có vi rùa trên người này. Đấy thì vừa có vi rùa trên người đấy thì kiểu vũ khí trong kiểu quái trong phòng này nó đéo ăn thua để mà test ấy. Hay hay là để summon bọn Eximus ra cho nó hài hước nhỉ. Đây summon bọn Eximus đi. Đây để tôi giải thích tại sao như thế. Cái vi rùa nhá, ngoài việc là tăng đam cho cái mất máu trên dây thì cái vi rùa cũng tăng thêm đam cho vạch máu như tôi đã giải thích, đúng không? Mà vạch máu bây giờ khi nó dính hiệu ứng lửa thì nó mất 50% giáp, đúng không? Thì lúc đấy các bạn vừa hiểu nôm na là không không tính đến cái mất máu trên dây nhá, chỉ tính riêng hai cái kia thôi. Các bạn hiểu nôm na là các bạn giảm một nửa giáp của kẻ địch đi. Đồng thời là các bạn tăng thêm đam vào cái phần máu của kẻ địch đã bị giảm một nửa giáp đó. Thành ra cái lửa với vi rùa vẫn có thể đi với nhau thành một lượng đam trực diện khá là lớn. Đây nhá, mặc dù đây đam trực diện bắn vào hiện giờ là 70 mấy nghìn này, nhưng về sau nó bắn là 9 mấy nghìn này. Đấy. Đấy, thành ra là nếu mà muốn chúng ta muốn tiết kiệm đam ấy, gọi là có muốn thêm có một nguồn đam ấy, thì cái combo vi rùa lửa rất là lớn. Nó cũng sẽ khiến cho những cái phát gọi là direct hit của chúng ta không quá phò. Chứ nếu mà chúng ta tháo hẳn cái lửa đi nhá, thì chúng ta chỉ trông chờ hoàn toàn vào cái mất máu trên dây thôi. Đấy, thành ra cái yếu tố vi rùa lửa này là hiểu nôm na là nó giống như là ba trong một ấy. Tại vì thường thường khi đã đi vi rùa nhé, thường thường đã có vi rùa là thường thường đã có mất máu trên dây rồi, đã có những cái thứ liên quan đến mất máu trên dây, chẳng hạn như là đam slash rồi. Thành ra là một phần ấy là đam do mất máu trên dây, và một phần là cái đam trực diện, có nghĩa là khi chúng ta giảm một nửa giáp kẻ địch đi thì những cái phát bắn trực diện của người nó ấy sẽ được tăng thêm một ít đam, nói chung là sẽ cho chúng ta một nguồn đam nữa. Đấy, thành ra chúng ta có thể sử dụng là vi rùa lửa. Đấy, đấy là một số cách kết hợp. Còn những cái thứ khác, chẳng hạn như chúng ta có thể sử dụng combo gas cộng điện để đánh AoE. Nhưng mà gas cộng điện ấy thì thường thường là nó nào nhỉ? Nó hơi hơi phèn, tại vì gas cộng điện nó chỉ AoE nhưng mà nói như nào nhỉ? Nó đều cả hai cái thứ đấy đều đéo có thể đối phó được với cả lính có giáp. Thành ra cả hai cái thứ đấy mà gặp lính có giáp một cái là tắt con mẹ đèn. Đây, ví dụ như thế này. Tôi để ở đây là gát nhé. Xong thì tôi sẽ nhét thêm móc điện vào. Đây. Nếu mà gặp kẻ địch có giáp thì xác định đéo có đam. Đấy, tôi không đánh kẻ địch có giáp nữa. Tại vì đánh kẻ địch có giáp thì xác định đéo có đam. Bây giờ tôi sẽ test xem bọn có bớt. Đây, thì với bọn Cobalt đây, khi chúng ta dùng cả gas cả điện thì cái lượng đam AOE của nó sẽ tương đối. Bọn này bọn Cobalt Eximus hình như là nó trâu quá. Test bọn này đéo ăn cua, và trong cái đám này là có con Guardian nữa, nó giảm hết sát thương kẻ địch. Đây này, cái con này này, cái con đâu nhỉ? Đây này, cái con Guardian Eximus này này. Là nó giảm hết sát thương của những đứa xung quanh nó. Thành ra là test trên bọn này có vẻ đéo đéo được rồi, nó không hoạt động. Mà cái này tôi đang móc bừa vào cho nó chứ. Thôi test trên bọn có bất thường như vậy. Thì đam cát với đam điện nó sẽ cùng thi nhau AoE.
Gắt AoE rồi thì điện cũng AoE nữa. Hai cái thứ đấy kết hợp với nhau thì nó sẽ clear quái theo kiểu không có giáp mà bù với nhau rất là nhanh. Đấy, như có thể thấy ở đây. Đấy, thành ra có thể sử dụng combo gắt cộng điện. Mà khi gắt với điện đi với nhau ấy thì cũng sẽ CC quái. Tại vì gắt ấy nó không hiệu ứng CC. Nhiều khi các bạn dùng mỗi gắt không thì địch nó sẽ đánh bạn như con. Nhưng khi kết hợp gắt với điện ấy thì kẻ địch sẽ đứng dẫy trong điện. Như các bạn thấy ở đây, nó sẽ đứng dẫy trong điện cho đến khi nào nó chết thì thôi. Với điều kiện là các bạn bắn liên tục kiểu thế. Thành ra ấy, cái combo các cái combo kết hợp element của game này này nó khá là nhiều kiểu combo kết hợp. Nhưng mà đây là những cái cách kết hợp mà tôi theo kinh nghiệm cá nhân và tôi thấy nó hiệu quả nhất thì tôi nói ở đây. Thường thường ấy, như gọi là thường thường nhất chúng ta hay sử dụng nhất đó là combo Koro và lửa, Virua và Slash, hoặc là Virua Slash với lửa. Đấy là thường thường là gọi là ba cái thứ đấy là hay được sử dụng nhất. Còn cái combo theo kiểu còn combo theo kiểu không nói magnetic với Toxin nhé, tại vì magnetic với Toxin là đi riêng rồi, không không kết hợp, không cần kết hợp. Còn cái combo theo kiểu gát gát với điện ấy là chỉ đánh cái quẻ địch không có giáp thôi, còn gặp kẻ địch có giáp thì cũng tắt đèn, hoặc là trừ khi các bạn phải có vũ khí khác hoặc là vua phim nào đó lo vụ kẻ địch có giáp không cũng tắt đèn đấy. Đấy, thế thôi. Thế thì video của mình sẽ xin kết thúc ở đây. Nói chung là cái lớp huấn luyện về các loại element này nó đối với new obi có thể là quen rồi đéo nói, đối với new buy thực ra nó khá là phức tạp đấy, mình thấy nó còn quá phức tạp. Thế nhá, bye bye.